your name. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is alive, forever lifted high. Your name. Your name cannot be overcome. See Jesus. And Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever be, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever say, you're worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Sing holy and holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me into love to those around me. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me into love to those around me. And I will build. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken, and I will build my upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill.
fill me with your heart and lead me into love to those around me. And I will build, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And holy, there is no one like you, and there is none beside you. And open up my eyes in wonder and show me and who you are, and fill me with your heart and lead me into love to those around me.
To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. And
don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. And I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. And I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. And I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. And I don't wanna talk about you like you're not in the room. I wanna look right at you. I wanna sing right to you. Come be the fire inside of me. Come be the flame upon my heart. Come be the fire inside of me. Until you and I are one. You won't relent. You won't relent until you have it all. And my heart is yours. You won't relent until you have it all. My heart is yours. You won't relent. You won't relent until you have it all. My heart is yours. Holy, holy, Lord God. Holy, holy.
God Almighty, holy and holy and holy. And Lord God Almighty, holy and holy. I worship
for your name is holy, holy, Lord. For your name is holy, holy, Lord. Lord, I worship. To glory.
fire fall, fire fall, from glory to glory, fire fall, fire fall, from glory to glory, fire fall. We thank you so much for your goodness, Lord. We thank you so much for your provision. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều cho sự tốt lành của Chúa cũng như sự chu cấp của Ngài cho đời sống của chúng con. God, we thank you for your promises.
Chúng con cảm ơn Chúa cho những lời hứa của Chúa. God, we thank you for your promise of hope. Chúng con cảm ơn Chúa cho những lời hứa của niềm hy vọng. God, we hold on to you, we cling on to you. Lạy Chúa, chúng con nắm chặt những hy vọng này. We hold on to you, hold on to you. Chúng con nắm chắc những lời hứa của Chúa và tràn trề hy vọng trong những. You are our hope in this world. Chúa là niềm hy vọng duy nhất của chúng con trên trần gian này. You're the only hope that we cling on to, Lord. Lạy Chúa, Ngài là niềm hy vọng duy nhất mà chúng con bám chặt lấy. We praise you, Lord. Chúng con ngợi khen Chúa. In Jesus' name, amen. Trong danh Chúa Giêsu, amen. Church, you may be seated. Hội thánh xin mời hội thánh ngồi. Amen, church. What a great time of worship. Chào lời thiêng phước hạnh để chúng ta cùng nhau thờ phượng. I praise the Lord for truly the blessings of that He's doing in our family. Ngợi khen Chúa, cảm ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài đổ trên gia đình chúng tôi. Just in the last 2 weeks, 2 of the grandchildren have been born. Cảm ơn Chúa, chỉ trong vòng 2 tuần. Chúa cho có thêm 2 người cháu nữa của ba mẹ của tôi được sanh thêm vào trong gia đình. And today, Kanang, Julianne had her baby this today. Và hôm nay là ngày mà Julianne Kanang đã sanh một cháu trai. Cảm ơn Chúa. You know, when I think about God's goodness, when I think about what He's done in our lives, something that I am reminded by is the hope that I hold on to in Him. Và anh chị em, mỗi lần tôi nghĩ đến những điều, những phước hạnh mà Chúa ngài ban cho đời sống của chúng ta, thì đó chính là cái niềm hy vọng mà tôi nắm chắc lấy, bởi vì Chúa là đấng ngài ban phước trên chúng ta. And it's only through His promises that we have hope. Và chỉ bởi những lời hứa của Chúa mà chúng ta có hy vọng trong cuộc đời này. Only through the things that He has promised that He would do for us is how we have hope in life. Và anh chị em, bởi những lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ làm cho chúng ta mà chúng ta có niềm hy vọng để sống ở trong cuộc đời này. I want us to take a look in Hebrews chapter 6 today. Tôi xin mời anh chị em chúng ta cùng suy gẫm ở trong thư Hebrews chương 6. And we're starting at verse 13. Chúng ta bắt đầu với câu số 13. Hebrews chapter 6, verse 13, it says, "For example, there was God's promise to Abraham. Since there was no one greater to swear by, God took an oath in His own name, saying, 'I will certainly bless you, and I will multiply your descendants beyond number.'" Khi Đức Chúa đã hứa cùng Abraham, vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình mà thề với người rằng. Then Abraham waited patiently, and he received what God had promised. Chắc chắn ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự của ngươi sanh sản đông thêm. Abraham đã nhịn nhục chờ đợi như vậy rồi mới được điều đã hứa. Now when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it, and without any question that oath is binding. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề. Phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề đó mà định. God also bound Himself with an oath so that those who received the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa để biết ý định của Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề. So God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Therefore, we who have fled to Him for refuge can have great confidence as we hold to the hope that lies before us. Hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh và là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt ở trước mặt chúng ta. This hope is a strong and trustworthy anchor for our souls. It leads us through the curtain into God's inner sanctuary. Chúng ta giữ điều trông cậy này
như cái neo ở trong linh hồn, vững vàng, bền chặt, thấu vào phía trong màng. And Jesus has already gone in there for us. He has become our eternal high priest in the order of Melchizedek. Trong nơi thánh mà Đức Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta và đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek. Hope, hy vọng, and these promises from our Lord. Từ nơi những lời hứa của cứu Chúa của chúng ta. This is what gets me through life. Và đây chính là điều giúp đỡ cho tôi có thể đi qua cuộc sống này. Why is because like scripture says, the oath that God has already put before us and the promise that he has already put before us, he doesn't lie. Nếu lý do là chúng ta có niềm hy vọng là bởi vì những lời Chúa hứa và những điều Chúa Ngài đã lấy chính mình mà thề, hai điều đó Chúa Ngài không thể nói dối được. And that's why we have this great confidence. This is what scripture says. Those who have fled to him, those who have ran to him, we now have this confidence because we know who he is. Anh chị em, đó là lý do mà khi chúng ta là những người đã chạy đến với Chúa, ẩn náu mình nơi Ngài, chúng ta có lý do để chúng ta tràn đầy hy vọng bởi vì Chúa chính là đấng không hề thay đổi. And we don't worry about tomorrow. Và chúng ta không phải lo cho ngày mai. And we don't worry about our future. Và chúng ta cũng không phải lo cho tương lai. But I'll tell you what I do worry about every day. Nhưng mà điều mà tôi có thể nói với anh chị em mà tôi lo cho mỗi ngày là making sure in my life. Đó là đảm bảo trong đời sống của tôi. I do exactly like Abraham did. Tôi làm đúng như điều mà tổ đức tin của chúng ta là Abraham đã làm. Look at verse 15. Chúng ta xem câu số 15 trở lại. It says, then Abraham waited patiently and he received what God had promised. Abraham đã nhịn nhục chờ đợi như vậy rồi mới được điều đã hứa. God's promise is always there for us. Lời hứa của Chúa luôn luôn có cho chúng ta. But God's promises don't land on your timing. Nhưng mà lời của Chúa, lời hứa của Ngài sẽ không được ứng nghiệm theo thời khóa biểu thì giờ của chúng ta. God's promises don't come when you want them, they come when he has them for you. Và anh chị em, những lời hứa của Chúa không đến theo như ý của chúng ta muốn, nhưng mà đến theo ý của Ngài và thời điểm của Ngài. I mean, you see Abraham's life, he received a promise from the Lord. Chúng ta thấy cuộc đời của Abraham, ông đã nhận được lời hứa từ nơi Chúa. But it didn't come right away. Nó không đến ngay tức khắc. But he waited patiently. Why? Is because he trusted in the Lord. Nhưng mà ông đã nhịn nhục kiên nhẫn chờ đợi. Tại sao? Bởi vì ông đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. I think this scripture and the lesson that we're learning today is truly what dictates how many people fall off from being on fire from the Lord or those that stand firm and hold on to his promises. Anh chị em, điều này mà phần kinh thánh mà chúng ta đang suy gẫm tới đây cho chúng ta cái chìa khóa và cho chúng ta biết cái lý do tại sao có những người đã đánh mất cái sự nhiệt thành lửa để đi theo Chúa và lý do nào chúng ta có thể nắm vững và một cách nhiệt thành chúng ta có thể giữ theo điều mà Chúa Ngài đã hứa. A long time ago, nhiều ngày trước, ngày tháng trước. I say a long time ago, it's like 3 years ago. Chừng khoảng 3 năm về trước. And I this is the challenge. Thì đây chính là cái thách thức đối với tôi lúc đó. And I share this story all the time is because church, you were with me during the times of my waiting. Và anh chị em, tôi từng kể câu chuyện này lý do là bởi vì anh chị em cũng đã chứng kiến cái thời gian mà tôi chờ đợi lời hứa của Chúa. I remember the VBC students, they would pray with Jeannie and I because we would share with them the struggles of us not being able to have a child. Và tôi nhớ các em thiếu niên ở trong một vụ của chúng tôi, các em đã quy tụ lại và cầu nguyện cho vợ chồng chúng tôi, Jeannie và tôi, bởi vì họ biết rằng chúng tôi ước ao là sẽ có một đứa con. And to wait patiently was one of the hardest things. Cho nên kiên nhẫn chờ đợi lời hứa của Chúa ứng nghiệm là một điều khó nhất. Because I wanted it on my time. I wanted it whenever I thought it was necessary, whenever I thought it was right. Bởi vì đối với tôi thì tôi nghĩ cái thời điểm mà tôi muốn con được sanh ra nó theo cái thời điểm của mình là tốt nhất. Nhưng mà không phải là ý của mình được, nhưng mà phải là ý của Chúa và thời điểm của Ngài. And to wait patiently.
Cho nên khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi lời hứa của Chúa, it's something that we need to add to our, đó là điều mà chúng ta cần phải cộng thêm vào to our growth in our relationship with him. Ở trong cái sự tăng trưởng, ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Especially when it comes to understanding his plan for our life. Nhất là khi chúng ta đến cái chỗ của sự nhận biết, hiểu biết cái chương trình của Chúa cho đời sống của mỗi chúng ta. His plan for our church. Chương trình của Chúa cho hội thánh của chúng ta. Takes patience. Thì nó đòi hỏi một cái sự kiên nhẫn. You don't think that I think the same thing as you all. Anh chị em có nghĩ rằng đừng nghĩ rằng tôi không có cùng một ý nghĩ suy nghĩ như anh chị em. I thought the word of prophecy was that every chair would be so full that I would have to sit on the ground with Jacob Israel. Tôi nhớ và tôi tin rằng cái lời tiên tri đã nói, tôi nghĩ rằng tất cả các hàng ghế của chúng ta đều chật đến độ chứ không có chỗ ngồi mà tôi và mục sư Jacob Israel phải ngồi dưới sàn nhà. That the line would be out the door of people wanting to receive prayer for healing. Đó là cái hàng của những người chờ đợi để nhận sự chữa lành là xếp hàng ra tới cổng của nhà thờ. I think some people they hear these words and they expect for it to be tomorrow. Tôi nghĩ rằng có những người khi họ nghe những lời tiên tri này thì họ nghĩ rằng họ mong đợi rằng nó sẽ ứng nghiệm trong nay mai, ngày mai. And it's like when we talk about expanding the building, they think that a building gets built in one day. Và khi nói đến cái việc chúng ta mở rộng cơ sở của chúng ta thì người ta nghĩ rằng mình sẽ xây xong cái cơ sở nới rộng gấp đôi ở trong một ngày. I believe that for us, for our growth in our relationship with our Heavenly Father, learning patience is one of the keys to staying on track with the Lord. Tôi nghĩ đến trong cái mối liên hệ chúng ta với Chúa thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải giữ cuộc đời của mình đi đúng cái đường rày, cái đoạn đường mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. For me, I always do this and Jeannie hates this. Đối với tôi thì tôi thường hay làm điều này và vợ của tôi Jenny thì không thích. I pull up the GPS. Đó là tôi lấy cái hệ thống định vị. And let's say the direction from my house to church is going to take 30 minutes, so 5 more minutes than it normally will. Thí dụ như khi tôi mở máy định vị lên thì họ dự đoán cho biết đó là đoạn đường sẽ tốn khoảng chừng 30 phút mới đến, tức là 5 phút dài hơn là cái số giờ bình thường đòi hỏi để chúng tôi đến được nhà thờ. So in my head I'm saying, well, I know that I usually get to church a lot faster than that. Thì trong đầu của tôi liền nói, liền lập luận rằng tôi có thể đến nhà thờ nhanh hơn cái thời giờ mà họ dự đoán này. So I'll just take the shortcuts that I know. Cho nên tôi đã đi đường tắt, cái đường tắt mà tôi biết. So instead of following the path I normally go on. Cho nên thay vì đi cái con đường bình thường mà tôi thường đi. Because the journey is going to be a little bit longer. Bởi vì dự đoán là nó sẽ tốn nhiều thời gian hơn. I decide to exit, you know, Scott Street or exit somewhere else to try to get here faster. Thì tôi đã ra khỏi cái làng bằng cái đường exit của đường Scott hay là một cái đường nào khác để có thể tìm cách để đến nhà thờ nhanh hơn. Only to find out it took me about 35 to 40 minutes to get to church. Thì cuối cùng thì nó thành ra là thay vì người ta dự đoán là khoảng 35 phút thì nó lâu hơn là 35 cho đến 40 phút. That's like us. Anh chị em, đó là vấn đề của chúng ta. When we hear a word from the Lord, when we hear a prophecy, we expect for it to happen right away, and if it doesn't, well, I'm going to make my own path for it to happen faster. Và đó là cách mà chúng ta đối xử với những lời tiên tri từ nơi Chúa. Khi Chúa nói và công bố những lời tiên tri trên đời sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, thì khi chúng ta thấy nó không có xảy ra theo cái thời điểm mà chúng ta mong muốn thì chúng ta tự tạo một cái con đường để chúng ta đến cái chỗ lời tiên tri này được ứng nghiệm nhanh hơn theo cách của chúng ta. It's impossible. This is what scripture says that in verse 18, so God has given both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Ở câu số 18 thì nhắc chúng ta rằng hầu cho nhờ hai điều
chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối. Và chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt ở trước mặt chúng ta. I believe that for many of us, holding on to the promise of God. Tôi tin rằng ở với chúng ta khi chúng ta nắm giữ và đeo đuổi những lời hứa của Chúa. It helps us to not be anxious in life. It helps us to not worry so much in life, knowing that He's going to do what He said He's going to do. Khi chúng ta thật lòng trông đợi cái lời hứa của Chúa được ứng nghiệm, thì chúng ta sẽ thấy nó giảm thiểu đi chúng ta những cái lo lắng và những cái phương cách mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể tự làm được. I think about what we learned yesterday. Và tôi nghĩ đến điều mà tối hôm qua chúng ta đã học chung với nhau. One thing that's most important in our life. Cái điều quan trọng, một điều quan trọng mà chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. To believe in Christ. Đó là tin nơi Đấng Christ. Everything else will follow when you believe in Christ. Tất cả những điều khác nó sẽ rơi vào đúng vị trí của nó khi chúng ta thật sự đi theo Chúa. Seeking after Him. Khi chúng ta thật lòng tìm kiếm chỉ một mình Ngài. The signs and wonders will follow. Thì dấu kỳ phép lạ tự nhiên nó sẽ cặp theo. But this is the issue that I see that many people seek after the signs and wonders and not Him and they find someone else. Và anh chị em, đây là vấn đề mà tôi quan sát và thấy. Đó là người ta chạy theo tìm kiếm những dấu kỳ phép lạ. Và bởi vì như vậy, cho nên họ gặp gỡ một ai khác chứ không phải là Chúa. That's the issue in the world. Anh chị em, chúng ta thấy những vấn đề của thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta thấy những vấn đề ở trong hội thánh. Instead of seeking after Christ daily, thay vì chúng ta đeo đuổi tìm kiếm Đấng Christ mỗi ngày, they decide to seek other things. Thì chúng ta thấy rằng người ta quyết định để tìm kiếm những thứ khác. And even in my own life, và luôn cả trong đời sống của cá nhân tôi, I find myself being the same person I'm talking about right now. Tôi bắt gặp chính mình đúng chính là con người mà tôi đang mô tả ngay lúc này. Because there are times in my life that I hear from the Lord and I'm saying, Lord, how much longer? Và có nhiều khi có những việc mà Chúa ngài phán với tôi mà tôi chờ đợi một lúc rồi tôi nói rằng, chơi con phải chờ đến bao lâu nữa? How many more weeks? How many more days? How many more years? Có bao nhiêu tuần? Có bao nhiêu ngày? Có bao nhiêu năm nữa mà con phải chờ đợi? And I begin to do things to try to speed the process up. Và tôi đã làm những công việc để muốn tăng cái vận tốc của vấn đề cho nó đến nhanh hơn. Just for it to slow me down. Nhưng mà cuối cùng lại khám phá ra rằng chính những điều đó đã làm cho tôi là chậm bước hơn. And just for me to go in circles. Bởi vì nó dắt tôi đi theo vòng tròn. I think about things about the church. Tôi nghĩ về những điều mà tôi nghĩ về hội thánh. There are times, and I'm just being honest, there are times that I see that there are many people in the church that struggle. Và tôi lấy thí dụ và thành thật với hội thánh, đó là có những lúc tôi nhìn thấy có những người trong đời sống hàng ngày của họ đang gặp những cái sự khó khăn. So let's put a message together that is based around scripture and what Jesus tells us to bring people back. Là tôi muốn soạn một cái bài giảng lấy Kinh Thánh để theo như lời dạy của Đức Chúa Giêsu để cố gắng kéo họ trở lại. And you may say there's nothing wrong with that. Thì quý vị có thể nói rằng ô như vậy thì chuyện đó cũng tốt mà đâu có gì sai đâu. But then for me what I'm doing is I'm trying to play a specific role in trying to force people to come closer to God. Và đối với tôi thì bây giờ tôi biết và hiểu được rằng làm như vậy là tôi đang đóng một cái vai. Và cái vai trò này đó là chính tôi đang cố gắng để kéo người ta trở lại. When my only job, and it's exactly what we learned yesterday, is to just draw near to Christ, to just focus on Christ. Trong khi cái việc duy nhất mà Chúa ngài đã dạy mà tối hôm qua chúng ta đã học đó là chúng ta cứ đeo theo Chúa, tìm kiếm chính Đấng Christ, Ngài sẽ làm những phần còn lại. And even the church. Luôn cả trong hội thánh. In helping the church move in a certain direction, my job wasn't to try to orchestrate and try to create many different things. All I told the team, what I heard from the Lord is,
bring people into my presence daily. Và anh chị em luôn cả cái việc, cái hướng đi của hội thánh, thì tôi nói với ban lãnh đạo những gì mà tôi nghe từ nơi Chúa. Chúa ngày dạy một cách rất là rõ ràng, hãy đảm bảo các con dắt dân sự đi vào trong sự hiện diện của ta. And I believe that in my life, in my own heart, when things went wrong was when I took my focus off of Christ and I started looking at the congregation. Và tôi bây giờ nhìn lại thấy những cái chỗ sai lầm của tôi, đó là mắt của tôi bây giờ không còn tập chú vào Đấng Christ, nhưng bắt đầu nhìn những con người ở trong nhà thờ. And the thing about it is, what we learned yesterday too is if we can cling on to Christ and if we can focus on Christ, those things about Him will begin to reflect out of our lives. Và anh chị em, đây cũng là điều mà tối hôm qua chúng ta đã học. Khi chúng ta đeo đuổi Chúa, gần gũi Ngài, thì chính cái bản chất của Đấng Christ sẽ bắt đầu xuất hiện và thể hiện, bày tỏ xuyên qua đời sống của chúng ta. But then what I was doing was I was trying to draw near to what people were saying. Và rồi cái điều khác nữa mà cũng là cái lỗi lầm, đó là tôi bây giờ lại kéo gần đến với những lời bình luận cũng như là dư luận của con người. To try to figure out how to fix those issues. Để rồi tìm cách để chỉnh sửa những cái nan đề đó. And the negative things that they had to say. Và những cái điều tiêu cực mà người ta đã lên tiếng. It jumped on me. Nó thình lình nó nhảy vào và nó nắm lấy tôi. And I began to think negatively too. Thì tôi bắt gặp chính mình bắt đầu cũng suy nghĩ một cách tiêu cực. Began to have these different kind of thoughts about what the Lord's doing here in our church. Và bắt đầu có một cái lối suy nghĩ khác hơn về những gì mà Chúa toan định làm ở tại hội thánh của chúng ta. Oh, this is taking forever. Thì chúng ta nói rằng đi cái đường này thì chắc là lâu lắm. How much longer do we need to keep this up? Đi như thế này thì mình phải đi bao lâu nữa? And other things too. I started seeing how people were reacting in the room, and so for worship, I would say, okay, about 5 songs is good enough for everybody because by then they're gonna be distracted. Tôi khi quan sát hội chúng thì tôi thấy rằng, bây giờ là mình phải giảm thiểu xuống, hướng dẫn tối đa là 5 bài thôi, bởi vì sau đến bài thứ 5 đó thì người ta bắt đầu lo ra, không còn tập trung nữa. By about 9 o'clock, if I'm not wrapping up and ready to leave on a weekday, nobody's gonna come back the next day. Nếu mà tôi không chấm dứt vào đúng 9 giờ thì không ai sẽ trở lại trong ngày hôm sau. And I began to look at what people were doing and crafting that to be what it is that I wanted for service instead of what God wanted for service. Rồi tôi đã thiết kế cái buổi nhóm dựa trên những gì tôi nghĩ là cái thị hiếu của con người cũng như điều mà con người muốn thấy. Thì tôi đã nhầm lẫn ở trong cái việc là đánh mất cái kế hoạch cũng như là đường lối của Chúa cho buổi nhóm của chúng ta. And I think to understand, to be patient and to wait on His presence and to wait on His promises, that is the big game changer for our relationship with Him. Và anh chị em, nhưng mà bây giờ nhìn lại thì tôi thấy một điều, đó là khi chúng ta kiên nhẫn chờ đợi những lời hứa của Chúa sẽ được ứng nghiệm, nó chính là cái yếu tố thay đổi cuộc chơi ở trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa mỗi ngày. Because not only is patience a test, in my opinion, but patience also builds the endurance in our lives. Anh chị em, bởi vì cái sự kiên nhẫn nó không phải chỉ là một cái lời minh chứng, nhưng mà nó chính là tạo nên ở trong chúng ta một cái sức bền bỉ để chúng ta có thể theo đuổi cuộc chạy đua của chúng ta. Maybe like 2 years ago in my house. Chừng khoảng 2 năm về trước ở trong nhà của tôi. I had a lot of plants. Tôi trồng nhiều cây kiểng. And when I first got the plants, khi tôi mới mua những cây kiểng này về trồng, I said, I'm gonna be the best plant taker ever. Tôi quyết định và quyết tâm là mình sẽ trở nên người chơi kiểng và chăm sóc cây tốt nhất. So I bought really exotic, expensive plants, and I bought common plants, and tôi đã bỏ tiền ra để mua những cái loại cây quý cũng như là những cái cây bình thường. Problem was, nhưng mà cái nan đề là I bought them when they're like this big. Tôi mua mặc dù bởi vì nó đắt tiền cho nên tôi mua chỉ có thể mua nổi những cái cây khi nó còn rất là nhỏ. One month goes by. Một
tháng trôi qua. One little sprout. Thì nó chỉ mọc lên một chút xíu thôi. What is taking so long? Thì tôi hỏi, đánh cái đầu hỏi thắc mắc là tại sao lâu quá mà nó chỉ lên lớn lên có một chút như thế này. So then I go on Google. Thì tôi đã lên Google để tôi tìm hiểu. How to grow your plants faster. Làm sao để mình có thể làm cho cây nó phát triển nhanh hơn. Okay, fertilizer. Thì người ta nói rằng mình phải bón phân. Water. Phải tưới đủ nước. Sun. Và ánh sáng mặt trời. And time. Và thì giờ. Well, I said, I don't want to do time because it's taking forever. Thì tôi nói rằng cái yếu tố chiều dài của thời gian là tôi không thích cái chuyện này bởi vì nó lâu quá. So this is what I found. Và đây là điều mà tôi đã khám phá. More sun. Càng nhiều mặt trời. Burned all my leaves. Thì nó ánh sáng nhiều quá nó cũng làm cho các cái lá nó bị cháy. More water. Bị héo đi. Tưới nước nhiều quá. Root rot. Everything rotted. Thì rễ của nó cũng bị úng nước. I wanted to speed up the growth of these plants. Tôi thì mục đích là muốn cho những cái cây này nó phát triển nhanh, nó mọc nhanh hơn. Instead of listening to everyone who's taking care of plants and even the manufacturer label that's on the outside that says plants will grow at this rate. Thì thay vì nghe theo những cái lời chỉ dẫn, cố vấn của những người là những người có cái kinh nghiệm trồng cây hay là đi theo luôn cả cái sự lời chỉ dẫn của những cái công ty, những cái nơi mà người ta bán những cái cây đó có chỉ dẫn cho chúng ta cách để chúng ta có thể chăm sóc cây của mình, tưới nước bao nhiêu và thời gian như thế nào. You know the best way to let plants grow? Và cái đó là cái cách tốt nhất để cho cái cây nó phát triển. Is letting it grow on its own time. Và chúng ta phải để cho nó phát triển theo cái thời điểm của nó, thời gian của nó. I have this one plant that I really liked. Tôi có một cái cây tôi rất thích. And it's hard to keep alive. Mà nó rất là khó để giữ cho nó sống ở trong nhà. I used to move it upstairs to get more sunlight or downstairs to get more sunlight. Tôi phải bưng cái chậu đó đi lên trên lầu hoặc là đem xuống để cho nó hứng được ánh sáng nhiều hơn. It was a beautiful plant. Một cái cây rất là đẹp. Super nice. Rất là dễ thương. But when I looked it up. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu tìm hiểu. It says this plant does not like to be moved and this plant does not like a lot of sun. Đó là cái loại cây này nó cũng không thích chúng ta di chuyển nó và nó cũng không có cần nhiều ánh sáng. I killed it. Tôi đã giết chết cái cây đó. And I said, I'm never buying this plant again. Tôi sẽ không bao giờ mua cái cây này nữa. I go to my mom's house. Nhưng mà tôi đến nhà của mẹ của tôi. She has the same plant as me. Mẹ của tôi có một cái cây giống như cây của Not tôi. One, but two. Không phải như một cây mà hai cây. In the same place. Và cũng cùng một cái chỗ. Growing beautifully. Để mà nó phát triển và nó xanh tốt. She probably never touches it. Chắc có lẽ là mẹ của tôi không bao giờ di chuyển nó. Never moves it. Không bao giờ di chuyển nó. Just waters it when it needs water. Chỉ cần tưới nước đúng khi nó cần nước. Unless. Trừ trường hợp. She bought new ones and I don't know. Mẹ tôi mua những cái cây mới để thế cho nó mà tôi không biết. But they look the same. Nhưng mà mấy cái cây này thật là nhìn nó giống cái cây duy nhất mà mẹ tôi đã trồng. I think with this scripture, one of the important things to learn is to stay in your lane, which is the path that God's created for us. And don't be impatient, but be patient. And don't try to reach the promise a lot faster than you should, but just wait on the Lord. Anh chị em, phần Kinh Thánh này dạy cho chúng ta một nguyên tắc rất là quan trọng. Cứ giữ theo cái làn của mình trên con đường mình đi. Đừng tìm cách để đi đến cái điểm đích nhanh hơn theo như Chúa đã định. Nhưng mà kiên nhẫn chờ đợi những lời Chúa hứa được ứng nghiệm. I think even, you know, out of the goodness of our hearts, and I've seen this happen a lot, is we have family members or friends that we want them to know the Lord more. So we do weird things. They need to have more worship around them. So every time they're around us, we turn the worship music up more. Và có một khi điều mà tôi cũng quan sát và thấy, bởi vì lòng của chúng ta quá mong muốn những người thân thương của chúng ta họ sớm tin Chúa, nên chúng ta nghĩ trong đầu đó là chắc là họ cần nghe nhạc thờ phượng nhiều hơn,
Cho nên chúng ta tạo đủ mọi cái dịp tiện mà chúng ta ở gần họ, là chúng ta mở nhạc thờ phượng lên để cho bắt họ nghe. Or when you're with them and you're eating, I'll pray. Và khi chúng ta ở gần họ và chúng ta đi ăn thì chúng ta lại tình nguyện rằng tôi sẽ cầu nguyện. And you pray your longest and best prayer you can. Và chúng ta đã cố gắng cầu nguyện lời cầu nguyện dài nhất và lời cầu nguyện mà chúng ta nghĩ rằng hay ho nhất mà chúng ta có thể cầu nguyện. And it's unnecessary. Và những điều đó thật ra nó không cần thiết. Or you start to just do things that God wouldn't want you to do. Và nhiều khi chúng ta lại cố gắng làm những cái chuyện lạ mà thật ra Chúa không muốn chúng ta làm những điều đó. But instead just patiently wait and continue to stay in the lane that Christ has given us, which is just to reflect his love to them every time you see them. Just reflect your love. You don't have to do way more than you should. Anh chị em, theo như lời của Chúa thì chúng ta đáng phải làm là cứ giữ theo cái làng của mình để mình đi và làm đúng theo điều mà Chúa muốn của mỗi cuộc đời của chúng ta, là chính đời sống của chúng ta phản ánh Chúa cho họ, rồi để cho cái việc còn lại Chúa Ngài sẽ làm thành công việc của Ngài. Đừng cố gắng ép vấn đề theo ý của chúng ta. I've seen it on the other end, which is when I watch parents do that to their kids. Tôi đặt mình vào ở trong cái phía bên kia của cái người nhận. Tôi thấy cha mẹ đã làm những công việc đối với con cái của mình. And I hear these kids in class or they reach out to me and they'll say things like, you know, Pastor, honestly, like, I can't have a personal relationship with God. Các em ở trong lớp học hoặc là điện cho tôi và nói rằng, mục sư ơi, thành thật mà nói, tôi không thể nào có một mối liên hệ với Chúa một cách tốt đẹp được. Because I feel like it's not my relationship with God, it's my mom's relationship with God that she wants me to have. Bởi vì tôi không cảm thấy được rằng đó là mối liên hệ của cá nhân tôi với Chúa, nhưng mà là mối liên hệ mà mẹ của tôi muốn tôi có với Chúa. I've heard some students say, my parents want me to go to church. Có những em thiếu nhi đã nói rằng, thiếu niên đã nói rằng, cha mẹ của tôi muốn tôi đi nhà thờ. My parents want me to stop going partying. Cha mẹ tôi muốn tôi không có đi party nữa. But what difference is it of what I do and what they do when they're not at church? Nhưng mà có cái gì khác biệt giữa điều của tôi làm so với lại điều của ba mẹ tôi làm khi họ ở nhà thờ? They don't look like how they look like at church when they're at home. Ở tại nhà đó thì ba mẹ của tôi nhìn khác hơn cái con người mà họ là xuất hiện ở tại nhà thờ. I said, I want to be vulnerable, but every time I feel like going to the altar, my mom's already pushing me to the altar. Và tôi muốn cởi mở tấm lòng của mình ra với Chúa để đón nhận những điều từ nơi Chúa. Nhưng mà mỗi lần mà tôi quyết định như vậy thì mẹ của tôi đã đẩy tôi đi lên phía trước lâu rồi. And parents, nên phụ huynh ơi, I get it. Tôi hiểu. You look at your student. Chị em có thể nhìn thấy con cái của mình. And you're just like, get it together, come on. Là chúng ta mất kiên nhẫn với chúng mình, nói rằng các con phải chỉnh đốn đời sống của mình cho tốt đẹp đi chứ. And you're just looking at them like, come on. Và chúng ta nhiều khi nhìn chúng và chúng ta như là chúng ta muốn lên tiếng để chúng ta lầm bầm đó là phải nhanh lên con ơi. And then at some point you lose your patience. Nhưng mà rồi một cái thời điểm nào đó chúng ta đã mất kiên nhẫn với then con. You stop holding on to the promise of God for your entire family and you start trying to make your own promises. Và chúng ta đã đánh mất hay là quên đi những cái lời hứa của Chúa mà Ngài hứa cho gia đình của chúng ta. Rồi chúng ta thay thế bằng chúng ta tự tạo nên những điều, những lời hứa đó trong sức của mình. And I believe that God's timing in everyone's life is different. It's not going to be the same. Tôi tin rằng cái thời điểm của Chúa cho mỗi cuộc đời của chúng ta nó sẽ khác hơn, nó không giống như những người khác. But it's not our job to speed up that process. Nhưng mà cái công việc của chúng ta là gia tăng vận tốc để cho việc nó xảy ra nhanh hơn, đó không phải là việc mà Chúa định cho chúng ta làm. But it's our job. Nhưng mà cái công việc mà Chúa định cho chúng ta to make sure
Đó là hãy đảm bảo. That we are close with Christ. Đó là chúng ta gần Đấng Christ. That we are creating an environment that hosts the Holy Spirit. Và chúng ta tạo một môi trường để thực sự chúng ta nghênh đón và mời sự hiện diện của Đức Thánh Linh. And as they see you living out this relationship with Him. Và khi con cái chúng ta thấy chúng ta sống và bày tỏ mối liên hệ và cách cá nhân giữa chúng ta với Chúa, they would want it too. Thì chúng bắt đầu sẽ mong muốn điều đó. I have a lot of people. Tôi có rất là nhiều người. That will text me or call me. Họ nhắn tin cho tôi hoặc là gọi điện thoại cho tôi. And though I haven't seen them in years, I haven't talked to them in forever. Mặc dù tôi không có nói chuyện với họ trong nhiều năm và không có liên lạc với họ. But in their time. Nhưng mà đến cái thời điểm. Even if they've left church. Luôn cả những người đã từng bỏ hội thánh ra in đi. In their own time. Trong cái thời điểm của họ. They'll come and they'll seek after Christ or seek after somebody that knows more about Christ than them. Họ sẽ trở lại nhà thờ tìm kiếm Chúa và đi tìm những con người có kinh nghiệm với Chúa nhiều hơn họ. And our job. Cho nên công việc của chúng ta is to be there. Đó là chúng ta phải có mặt. Be ready at any moment. Và sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. To share with them the love of Christ. Để chia sẻ với họ cái tình yêu của Đấng Christ. To bring them into His presence. Để dắt họ, đưa họ vào trong sự hiện diện của to Chúa. To extend grace. Để chúng ta bày tỏ cái lòng kiên nhẫn ân điển của Chúa. Because that's what Christ would do. Và đó chính là điều mà Đấng Christ làm. Imagine. Chúng ta thử hình dung. What you were like as a child. Chúng ta như thế nào khi chúng ta còn nhỏ. Imagine what life was like before you knew Christ. Hình dung đời sống của chúng ta trước khi chúng ta gặp Chúa thì nó như thế nào. And now where you are in your walk with God. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã có một cái quá trình chúng ta bước đi với Chúa. You would be telling your younger self, come on. Thì chúng ta nhìn lại với cái thiếu thời của chúng ta, chắc là chúng ta sẽ bảo chính mình đó rằng phải đi nhanh hơn chứ. And for many parents, that younger self is probably the resemblance in your child. Và anh chị em, đây là một cái sự thật mà chúng ta cần nhìn nhận. Nhiều khi cái hình ảnh, cái bức ảnh của chúng ta lúc thiếu thời của chúng ta đó, hiện tại con của chúng ta nó cũng giống như vậy đó. I look at Easton and I'm like, why can't you walk yet? Tôi nhìn con trai của tôi Easton thì tôi cứ thắc mắc là tại sao cho đến giờ phút này nó chưa chịu đi. And then I think about him just pushing his, riding his bike everywhere he wants to go. Nhưng mà ngồi ở trên cái xe đạp của nó thì nó đi bất cứ nơi nào nó muốn đi. And he's not slow, he's fast. Mà không phải đi chậm chậm nữa, anh chị em, đi rất nhanh. So I know his legs work. Nên tôi biết là chân của cháu đó là nó hoạt động. I know his legs are strong. Tôi biết chân của cháu là nó mạnh lắm. But I also know he's my child. Nhưng mà tôi cũng biết nó là con của tôi. And what Easton's doing. Và những gì mà Easton đang làm. It's called a loophole. Nó gọi là đang tìm cái lỗ trống. Why does he have to walk if he can roll around? Tại sao phải đi cho nó nhọc nhằn trong khi mình có thể ngồi trên xe và cứ đẩy chiếc xe đi như vậy? He's smart. Nó khôn lắm. I see him on Fridays. Tôi thấy cháu hôm thứ sáu. Jeannie and I, where's Easton? Thì tôi với nhà tôi cứ tìm hỏi Easton đâu rồi. He's just riding his bike around, going up to the adults. Ah, and they just feed him while he's riding his bike around church. Nó đẩy cái chiếc xe của nó đi đến với những người lớn và nó há miệng nó thì người lớn đút cho nó thức ăn. Why does he have to walk? Thì nó đã đạt được cái yêu cầu của nó rồi, đâu cần phải đi bộ nữa. Then I think about it. Nhưng mà khi tôi nghĩ về điều này, he's just like me. Thì nó giống ba nó lắm. I would do whatever it takes in my life to make things a lot easier. Tôi tìm đủ mọi cách để có thể làm cho đời sống của mình nó thoải mái. And that's just how I am. Đó chính là con người của tôi. But that's now how my son is. Và bây giờ thì nhìn thấy con nó cũng giống mình như vậy. Every day, Jeannie says he's just like you. Mỗi ngày thì vợ của tôi cứ buộc miệng nói nó giống anh quá. And I look at her and say, well, you love me. Thì tôi nhìn vợ tôi và nói lại, nhưng mà em yêu anh lắm phải không? In our lives and in our relationship with Christ. Trong đời sống của chúng ta cũng như trong mối liên hệ chúng ta với Đấng Christ. We look like our heavenly Father. Chúng ta có giống như Cha của chúng ta trên trời không? We're made in His image.
chúng ta được dựng nên theo ảnh tượng của Chúa. So the flaws and the things that you may lack in your life, cho nên những cái thiếu sót, những cái điều mà chúng ta yếu kém ở trong cuộc đời của chúng ta, know that he's looking down at us and he's saying, these are my children, I love them, I have a better life for them. Chúa ngài từ trời nhìn xuống, nói rằng đó là con cái của ta, ta yêu thương nó. So stay on that path. Cho nên chị em hãy tiếp tục giữ ở trên con đường mà chúng ta đang hold on to his promises. Nắm chặt lấy cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa và những lời hứa của ngài. That's what gives you hope every day to wake up the next day and to continue pursuing his presence. Đó chính là điều cho chúng ta một niềm hy vọng để mỗi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta lại tiếp tục và bước theo Chúa. God will always provide a way. Chúa ngài sẽ luôn mở đường cho chúng ta. Always. Ngài luôn luôn mở đường cho chúng ta. There will be a time. Sẽ có những lúc that my family will share with you just everything that we've been through during the year plus of being here every day. Đó là gia đình của chúng tôi sẽ chia sẻ với hội thánh khi có dịp tiện. Đó là cái quá trình của chúng tôi đã thường xuyên đến nhà thờ tại đây với anh chị em trong hơn một năm qua. A lot of ups and downs that we don't tell people about. Có những cái thăng trầm ở trong cuộc sống mà chúng tôi hy sinh một cách riêng tư mà chúng tôi không có nói ra bên ngoài. A lot of ups and downs. Có nhiều cái thăng trầm ở trong cuộc sống. A lot of times we all wanted to just give up. Có những lúc là tất cả chúng tôi dường như là muốn bỏ cuộc đó. A lot of times that it was too difficult to continue to be leaders. Có những lúc mà chúng tôi thấy như là mình không còn có sức để đứng ở trong cái vai trò lãnh đạo nữa. But we, as a family, collectively understand that there's no better outcome as a family than following after the path that God has for our family. Nhưng mà cả gia đình chúng tôi đã thuyết phục một cách sâu xa và chúng ta đã quyết định dựa trên cái sự thuyết phục này. Đó là không có một cái kết quả nào phước hạnh cho bằng cả gia đình của chúng ta cứ tiếp tục tập trung đi con đường mà Chúa đã gọi và đã chọn. Bởi vì cái kết quả luôn luôn là tốt nhất. That's what keeps us going is his hope that we have through his promises. Và đó chính là điều giúp cho chúng tôi tiếp tục thẳng tiến, là bởi vì chúng tôi nắm chặt lấy cái lời hứa của Chúa và cái niềm hy vọng ở trong Chúa. So be patient. Cho nên chị em hãy kiên nhẫn. Trust in him. Chúng ta tiếp tục tin cậy Chúa. Follow the path he's given for you. Cứ bước theo cái con đường mà Chúa ngài đã vạch ra cho chúng ta. And know that he has the best intentions for our lives. Và tôi biết chắc một điều, đó là Chúa có ý định tốt nhất cho mỗi đời sống của chúng ta. Let's stand to our feet. Xin ta cùng đứng lên. Lord, we know that you have the best intentions for our church and for our families and for our individual lives. Là Chúa, chúng con được thuyết phục và biết chắc rằng Chúa có một chương trình tốt nhất cho hội thánh của ngài, cho gia đình của chúng con, cho mỗi cuộc đời chúng con. God, we thank you that your promises will always be true. Chúng con cảm ơn Chúa bởi vì những lời hứa của ngài luôn luôn là đúng. We thank you that your timing is always perfect. Và chúng con cũng cảm ơn Chúa vì thời điểm của Chúa là thời điểm tốt nhất. That even when it's not on the time that we want, Lord, it always comes at the right time. Là Chúa luôn, cả những lúc chúng con không nghĩ rằng cái thời điểm mà Chúa định là tốt nhất, nhưng mà khi việc xảy ra, chúng con đều nhìn nhận rằng khi nó xảy ra theo thời điểm của Chúa, đó là thời điểm tốt nhất mà việc đã xảy ra. So I thank you, Lord, that we find refuge in you. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn ngài. Chúng con tìm được nơi ẩn náu ở trong Chúa. Because we have hope. Bởi chúng con có niềm hy vọng. When we're with you. Khi chúng con được ở với Chúa. We have confidence. Và chúng con tự tin. In the Father that you are to us. Trong an ninh, ở trong tình yêu mà cha, Chúa là cha của chúng con. Lord, help us. Để Chúa xin giúp đỡ chúng con. To follow you. Để chúng con cứ đi theo Chúa. And not try to go ahead of you. Đừng để chúng con tìm cách đi trước Chúa. To be right next to you, Lord. Nhưng mà cho chúng con luôn đi bên cạnh ngài. To go in the direction that you have for us. Đi theo hướng mà Chúa ngài đã định cho chúng con.
And we thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. Lead us, lead VBC Houston. Xin dẫn dắt chúng con để rồi chúng con có thể dẫn dắt VBC Houston. We hold on to your promises. Chúng con nắm chặt lấy lời hứa của Chúa. We hold on to the truth. Chúng con nắm chặt lấy chân lý của Ngài. We thank you, Lord. Chúng con cảm ơn Chúa. Lord, have your way in our lives and have your way in this church. Lạy Chúa, xin ý của Chúa được nên trong đời sống của mỗi một chúng con và trên hội thánh của Ngài. Keep us in your presence. Xin giữ chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa. And help us to be a blessing to others. Giúp đỡ để chúng con làm nguồn phước cho những người lân cận. We praise you. Chúng con ngợi khen Chúa. In Jesus' name. Trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Church, hội thánh, be blessed. Hãy được phước. Stay in his presence. Tiếp tục ở trong sự hiện diện của Chúa. We'll see you tomorrow. Và sẽ gặp anh chị em trong ngày mai. Bring something we all can share. Mang một ít thức ăn gì đó mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. And we're not fasting anymore. Vì chúng ta không có còn kiêng ăn nữa. So bring some meat and some sweets. Bring everything. Để có thể đem được thịt hay là đồ ăn ngọt, bất cứ gì anh chị em có thể mang đến được. I look forward to seeing you tomorrow, church. Hẹn gặp lại anh chị em trong ngày mai. Amen. Amen.